Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Mẫn đang có mặt tại chùa Kozoji Jagotoyama, là một ngôi chùa Phật giáo Chân Ngôn Tông tại thành phố Nagoya. Mọi người hãy cùng theo chân Mẫn để khám phá ngôi chùa Kozoji này nhé. Chùa Kozoji Jagotoyama là một ngôi chùa Phật giáo Chân Ngôn Tông tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ngôi chùa này được thành lập vào năm Jokyo thứ 5 năm 1688 bởi Hòa Thượng Tenzui Enso, người được trao kim cang chữ Gokoso của Đại sư Kobo Daishi. Kể từ khi Tokugawa Mitsutomo lãnh chúa đời thứ 2 cai trị lãnh địa Owari, thì nơi này lại được biết đến như nơi cầu nguyện cho gia đình Owari Tokugawa, với tên gọi là Owari Koya. Đây là nơi học tập và tu hành, nơi quy tập của những người theo tín ngưỡng. Chùa Jagotosan Kozoji, khuôn viên rộng lớn của chùa Kozoji trải dài trên sườn dốc của phía đông Nagoya. Năm 1686, nhà sư nổi tiếng Tenzui đã mở một ngôi chùa giữa những tán cây trong khung cảnh yên bình của những ngọn đồi thoai thoải này. Ngôi đền này sau đó được kết nối chặt chẽ với các lãnh chúa quan trọng trong lịch sử của chi nhánh Owari của gia đình Tokugawa cầm quyền. Ngay cả trong thời hiện đại, tại khu vực xung quanh ngôi đền đã trở thành một thành phố thiên nhiên tươi đẹp, nó vẫn giữ nguyên và tôn giáo của mọi người không thay đổi. Một số người cầu nguyện lặng lẽ, những người khác thích đi bộ. Hàng tháng nhiều người đến và ngôi đền rất nhộn nhịp. Kozoji được biết đến là khu vực có vẻ đẹp tự nhiên hàng đầu của Nagoya. Chỉ mất 20 phút di chuyển từ trung tâm thành phố Nagoya và chỉ sau vài bước chân vào khuôn viên, sự ồn ào của thành phố chỉ còn lại là ký ức xa xăm. Khi bước vào khuôn viên của chùa Sozoji, bạn sẽ gặp ngay cổng trong. Việc đào tạo tôn giáo được thực hiện ở Higashima ở phía đông. Cánh cổng này từng là con đường xuyên qua hàng rào và công trình đất ngăn cách Higashiyama và Nishiyama. Nó được xây dựng lại phía trước chùa 5 tầng. Các khu vực bao phủ hai ngọn đồi Nishiyama ở phía tây và Higashiyama ở phía đông. Nishiyama trước đây bao gồm khu đất nơi hiện nay có chính điện và chùa 5 tầng. Ở Higashiyama, bạn có thể thấy vô số công trình kiến trúc bao gồm các sảnh và tòa tháp nguy nga được xây dựng từ thế kỷ 17. Sau khi đi qua lối vào, bên ngoài cổng trong, ngôi chùa 5 tầng cao 26m hiện ra trong tầm mắt. Những đường nét thanh lịch của mái hiên cong và mái nhà đã đứng vững với sự hiện diện trang nghiêm vượt thời gian trong hơn 200 năm. Giữa những tán cây xanh tốt, trong khuôn viên bạn có thể chiêm ngưỡng ngôi chùa bằng gỗ duy nhất trong vùng Tokai, được xây dựng vào năm 1808. Ngôi chùa 5 tầng trang nhã này là một tài sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Đối với mỗi thế hệ trong suốt 330 năm, cổng của đền Jagotasan Kozoji đã mở cho tất cả những ai muốn vào. Ngày nay, các nhà sư trẻ đến với đây để tu tập và hơn bao giờ hết, người dân địa phương thường đến chỉ để đi dạo trên vùng đất đã được tôn kính từ lâu. Giữa các công trình kiến trúc và di tích cổ xưa được bao quanh bởi thiên nhiên, bạn có thể tìm thấy sự bình yên và bỏ lại những ưu tư phía sau. Ở khắp mọi nơi, trong các tài liệu cổ xưa được giữ trong hội trường và trong các hình ảnh dụng cụ Phật giáo, bạn có thể thấy nguồn gốc lịch sử hàng thế kỷ.
Ở phía bắc của ngôi chùa 5 tầng, chánh điện được xây dựng vào năm 1750, chủ yếu là để thờ Phật Amida Niorai. Tại Enichi, ngày cúng dường vào ngày 5 và 13 hàng tháng, hơn 5.000 du khách tập trung trong khuôn viên chùa. Thank you.
tiếp theo là hội trường Dainichi. Tòa nhà này nằm trên điểm cao nhất của Kosuji, lưu giữ hình ảnh của Dainichi Nyorai cao 3,6m và nặng 20 tấn. Bức tượng bằng đồng tinh xảo được đặt ở đây vào năm 1679 để an ủi linh hồn của mẹ Mitsutomo, lãnh chúa của Tokugawa thứ hai của Owari. Liên kề với sảnh chính, bạn có thể vào vườn Fumon, nơi có các đặc điểm của nước. Ở đây bạn có thể nhìn thấy các tòa nhà lịch sử văn hóa quan trọng được kết nối với lối đi bộ có mái che. Roku Jizo-san, 6 Jizo liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, bên trái có 7 bức tượng đá của Bồ Tát Kannon. Thank you.
Đầu của kẻ ngốc, một tấm bảng gỗ được treo phía trên lối vào. Nó được làm theo bức thư pháp Jagoto-san, được viết bởi lãnh chúa của Tokugawa thứ bảy của Owari. Đây cũng là nơi bài vị của một gia đình Tokugawa được tôn kính. Các lễ tang và lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại đây. Nhiều người đến chùa Kosoji để tham gia các sự kiện theo mùa cũng như các sự kiện Phật giáo. Trong suốt cả năm, những dịp thú vị thu hút nhiều du khách. Thank you.
Nếu như ưa thích video của mình thì mọi người hãy cùng cho mình xin một lượt thích và một lượt subscribe nha mọi người. Xin hẹn mọi người ở những cái hành trình tiếp theo và những cái tập vlog mới, trải nghiệm những cái địa điểm mới nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.